luật khí hậu đã được các nước thành viên Liên minh châu Âu EU thông qua vào ngày 28 tháng 6, đặt ra mục tiêu tham vọng mang tính giảng buộc pháp lý của khối này trong việc trung hòa khí thải carbon vào năm 2050. Luật cũng quy định vào năm 2030 cắt giảm dòng ít nhất 55% lượng khí thải so với năm 1990. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hoan nghênh bước tiến này, đồng thời cho biết sẽ đề xuất các quy định phù hợp với luật khí hậu trong vòng 15 ngày. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 7 tới, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất một loạt các chính sách định hình lại ngành công nghiệp năng lượng, giao thông vận tải và nhà ở nhằm giảm nhanh hơn lượng khí thải carbonic để đáp ứng được mục tiêu đề ra. Các đề xuất sẽ bao gồm các mục tiêu tham vọng hơn về năng lượng tái tạo, cải cách thị trường carbon của Liên minh châu Âu và siết chặt tiêu chuẩn về khí thải đối với các ô tô mới. Sau khi luật khí hậu được thực thi, vấn đề khí hậu sẽ là trung tâm trong mọi quyết sách của Liên minh châu Âu, đảm bảo rằng các quy định trong tương lai đều nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.